Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Mai Hương Makeup. Và video hôm nay thì mình sẽ chỉ nói với mọi người về sản phẩm bút mà thôi. Ở đây thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 5 đôi bút mà mình đã mua, là mình cực kỳ thích 5 đôi bút này. Và đặc điểm chung của nó đều là đôi bút cao cổ. Và những cái đôi bút này thì có cái độ dài khác nhau, thế nên mọi người có thể tùy theo chiều cao cũng như số đo vòng chân, bắp chân để lựa chọn nhé. Từ sản phẩm thì mình sẽ nêu ra cả ưu nhược điểm và những cái cách mix đồ của từng cái đôi bút một nhé. Let's go. Bước đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với mọi người và mình nghĩ là ai cũng sẽ phải có một đôi, đấy chính là một đôi bút dáng cao bồi. Tức là nó sẽ rất là rộng cái phần bên trên và nó có cái phần cắt ở phần đằng trước như thế này và nhọn, và nhọn ở phần đầu. Và cái phần đế của nó sẽ cao tầm 3-5cm. Màu của mình mua là màu đen. Thực ra thì cái sản phẩm này có rất nhiều màu, là màu trắng, màu đen, rồi có cả màu nút, màu nâu nữa cũng có. Thì cái độ dài của cái sản phẩm này nó sẽ gần đến đầu gối. Bàn chân của mình nó cũng khá là dài, bởi vì kiểu mình cao 1m7, thế nên là nếu như mà bạn nào mà tầm 1m6 thì nó sẽ đến gần sát đầu gối. Cái phần da của cái sản phẩm này rất là mềm. Đấy, như mọi người thấy, rất là mềm. Và nó... và ở bên trong ấy thì nó không phải là bọc nhung, bọc bông hay là gì cả, mà nó sẽ chỉ đơn giản là có cái vải, phần vải mềm thôi. Thế nên là kể cả mùa thu và những cái ngày thời tiết nó không quá lạnh thì mọi người vẫn có thể dùng đi đôi này được. Những bạn ở trong Sài Gòn vẫn có thể đi những cái đôi kiểu như thế này được. Nó cũng không bị quá bí đâu, bởi vì cái hồi mình vào Sài Gòn mình vẫn mang đi để mình đi bình thường ấy. Cái phần khóa của cái đôi này thì nó không phải là từ bên dưới lòng bàn chân cho đến hẳn bên trên, mà nó sẽ chỉ là khóa ở phần cổ chân như thế này thôi. Nhìn thì kiểu nó mềm đấy thôi, nhưng mà khi đi lên trên thì cái form dáng của nó rất là đứng, nó không bị kiểu bị đổ đâu. Cái form của cái đôi này thì rất là đẹp. Mình nghĩ là với những cái đôi giày như thế này thì mọi người có thể mix cùng với cả quần vải cũng rất là đẹp. Rồi là kiểu là quần jogger hay là kiểu váy chữ A. Rồi là nói chung là đôi này sẽ nó có thể mix được với tất cả mọi loại quần áo, từ váy bodycon cho đến kiểu váy nó hơi nữ tính một xíu, nhưng mà đừng phải váy hoa. Thực ra váy hoa vẫn được nếu như mà bạn kiểu hơi cà tính. Nhiều stylist đi cái đôi như thế này với cả váy hoa ấy, thì nếu như bạn thích thì mình vẫn có thể đi được, không bị giới hạn bởi vì cái gì hết. Về giá của sản phẩm thì mình đánh giá thì mình cũng không nhớ, bởi vì mình mua lâu rồi. Đôi này là đôi đầu tiên mình mua này, trong cái đợt mua Shopee á, thì nhìn thì kiểu có vẻ rất là không hợp, nhìn nó vẻ rất là già, nhưng mà thực tế khi đi lên kiểu rất là high fashion ấy. Khá nhiều người bị mình đầu độc cái đôi giày này rồi. Nếu giá tiền thì mình không nhớ được, thế nên mình sẽ để giá tiền ở phần nào đấy ở bốn góc này. Và mình sẽ để link sản phẩm Shopee mà mình mua ở bên dưới. Thế nên nếu như bạn nào có nhu cầu muốn mua thì mọi người có thể tham khảo ở phần mô tả nhé. Đôi này thì mình đánh giá cho 9,5 điểm trên 10, bởi vì nó rất là tiện dụng. Nó còn cao nữa, nếu như bạn nào mà kiểu hơi thấp một xíu thì mọi người có thể ăn gian được chiều cao. Đôi bút tiếp theo sẽ là một đôi cũng màu đen. Đôi này thì mình cũng cho xuất hiện ở trong Shopee Ho 1-2 lần rồi. Nó cũng rất là tiện dụng. Thực ra mình rất thích đi bút cao cổ, cao hẳn lên trên, bởi vì cảm giác chân nó dài hơn ý. Nếu như mọi người nghĩ là lùn, không đi được đôi bút thì mọi người hơi bị nhầm rồi đấy. Bởi vì nếu như đi với cả cái... khi mà mọi người đi bút xong rồi kiểu đi với chiều dài hợp lý ấy, thì kiểu sẽ tạo cho mình một cái cảm giác cẳng chân nó dài hơn rất là nhiều, và nó còn thẳng nữa. Đôi này thì nó làm kiểu tròn phần đầu, nó rất là kiểu học sinh, nó rất là kiểu basic. Rồi là nó có cái phần một cái đường bo bằng da ở trên này, high fashion như kiểu kia. Mà với đôi này thì mọi người có thể mặc đi với cả cái váy chữ A này, hay là kiểu chân váy xích ly, thì kiểu nhìn nó rất là học sinh, nó rất là kiểu dễ mix. Đây cũng là một đôi rất dễ mix. Đôi này thì không quá cao, nó chỉ cao tầm 3cm thôi, 2cm đến 3cm thôi. Thì cái phần khóa của cái bút này thì nó lại ở phía sau. Đó. Bên trong nó cũng là da, cái lớp da thứ hai, tức là cái đôi bút này có hai lớp da, thế nên là kiểu nó rất là bền. Thật sự ý, thì đôi này mình mua còn trước cả đôi kia. Và mình đi mưa này, rồi là mình đi lạnh này, rồi là mình đi đủ thứ, nó vẫn rất là bền. Form dáng kiểu rất là đứng luôn. Cái phần này nó sẽ cắt cái phần cổ chân lại, nhưng mà nó vẫn đảm bảo cho
cái phần rộng ở trên phần bắp chân cho bạn nào kiểu sợ bắp chân hơi to một xíu thì cũng không vấn đề gì. Và cái phần thắt cổ chân, thắt cái phần cổ chân cho nó bé lại thì tạo cảm giác cái đôi bút của mình nó không bị thô và kiểu nó nhẹ nhàng hơn ấy. Thế nên nếu như bạn nào kiểu không muốn kiểu thầm hố quá hay là không muốn kiểu chơi quá, kiểu muốn bình thường ấy mà vẫn muốn đi bút thì mọi người có thể tham khảo đôi này nhá. Đây cũng là một đôi mình rất rất hay đi luôn á. Đấy, mọi người nhìn cái đế là sẽ biết là mình có hay đi hay không. Giá những cái đôi boots mình mua ấy thì thường là dưới 500.000, tầm 380 cho đến 500. Chứ mình cũng không mua đôi nào quá đắt cả. Bởi vì quan điểm của mình là mình kiểu chỉ cần ở mức giá trung bình, xong sau đó thì kiểu có thể thay đổi ý, bởi vì mình rất nhiều quần áo. Thế nên mình kiểu rất thích kiểu thay đổi rồi mix các thứ. Chứ mình không muốn kiểu mãi mãi sẽ chỉ mặc một cái phong cách như thế. Thế nên đây mình nghĩ là nếu như bạn nào là học sinh á, kiểu thì mọi người có thể đi đôi này nhá. Chúng ta sẽ cùng đến với một đôi boots màu nâu. Nếu những người nào không làm thời trang hay là những người nào không quá đam mê thời trang, mà nhất là mấy anh con trai ấy, mà nhìn thì sẽ nghĩ là mình mua hai đôi này giống hệt nhau, chả khác gì, chỉ khác màu, thì yeah, sai rồi. Sao hoàn toàn rồi. Thì cái đôi boots màu nâu này mình mua là bởi vì cái phong dáng nó hoàn toàn khác. Thứ hai là nó màu nâu, tất nhiên nó khác màu mà, thì mình sẽ kiểu mix được với những cái outfit mà mình dùng màu nâu nhiều hơn. Ôi, bắn hết áo rồi. Đôi boots này nó có cái form dáng đằng trước hoàn toàn khác cái form dáng đôi boots vừa nãy. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Thấy không? Cái form dáng của cái đôi boots màu nâu này này, tức là nó minimal hơn, nó sẽ nghiêng về cái style minimal. Nếu như mọi người để ý thì ở sẽ có một cái phong cách rất là Hàn Quốc. Cái phong cách của đấy chính là cái phong cách mà mọi người đi đôi boots kiểu như thế này. Nó vẫn là cái nó thắt cái phần ở cổ chân lại và sau đó nó rộng ở cái phần bắp chân, nhưng cái phần nhưng cái đôi boots kiểu nó mang hơi hướng style kiểu Hàn Quốc minimal ấy, thì kiểu cái phần này, cái phần của cái hai bên của cái chân này nó sẽ gọn hơn này, và cái phần đầu của cái mũi đôi boots ấy thì nó sẽ là hình vuông. Đấy, nếu như mọi người thấy rất nhiều đôi boots có cái đầu vuông như thế này, nó sẽ chỉ đến tầm ngang cổ chân thôi. Và người ta thường mặc với cả quần suông này, rồi là kiểu áo sơ mi các thứ rất là đơn giản. Thì mình sẽ list một vài hình ảnh khi mà mình mix cái đồ với cả những cái đôi boots như thế này cho mọi người xem, một vài hình ảnh ở phía bên góc này. Boots như thế này thì sẽ phù hợp những bạn nào mà thích phong cách Hàn Quốc, phong cách minimal, đơn giản, không cầu kỳ, không hoa vé hoa sói, không gì hết. Ví dụ như một màu, thích dùng màu đen, thích dùng màu nâu, thích dùng màu be, rồi màu nude các kiểu. Đôi boots này thì mình mua cũng không quá đắt đâu, nó cũng chỉ tầm 500.000 thôi. Và tất nhiên là mình cũng không nhìn giá cho lắm, thế nên là mình sẽ để giá ở xung quanh cho mọi người tham khảo. Chất của cái sản phẩm này rất là mềm, tất nhiên tất cả những cái đôi boots cao cổ thì đều có chất rất là mềm. Bên trong ấy thì nó là một cái vải nó hơi xốp xốp một xíu, nó tạo cảm giác mềm chân hơn, tức là nó sẽ không gây cảm giác khó chịu hay là nó sẽ không bị cọ vào cái phần da ấy, xong nó gây cho mình cái cảm giác khó chịu đâu. Đôi boots này thì mình không đi quá nhiều, nhưng mà mình sẽ thường mix đôi boots này với cả những khi mà mình muốn focus và tập trung vào đôi boots nhiều hơn. Ví dụ như mình có thể mặc chân váy xếp ly, rồi là kiểu xong áo sơ mi rất là đơn giản, rồi đi đôi boots này. Tất nhiên là nó sẽ phải mix màu làm sao cho nó phù hợp cho mọi người. Không có tất cả màu đen xong đi đôi boots màu nâu ấy, hoặc là kiểu ấy nó bị sao á. Nói chung là mọi người cần phải tham khảo nhiều trên Pinterest vào cái cách mọi người mix màu, mix đồ nó phù hợp. Đôi boots thứ tư mà mình muốn chia sẻ với mọi người đó chính là đôi boots dây như thế này. Thực sự lúc mua về mình thất vọng vãi, bởi vì kiểu xỏ dây nhiều mệt, rất là mệt đó, không có khóa nữa mọi người. Nhưng sau khi xỏ vào xong thì từ đấy kiểu mình bị đam mê đôi giày này luôn á. Đôi này không phải là đôi màu trắng mà là đôi màu be sữa nha mọi người. Thế nên là cũng hơi dễ bẩn một xíu, mọi người đi sẽ phải giữ gìn. Lúc đầu ấy thì mình nghĩ là mỗi lần đi là sẽ phải bỏ hết dây ra xong rồi xỏ lại, nhưng không phải thế. Những cái đôi giày như thế này ấy, thì kiểu cái phần da này rất rất mềm, nó cảm giác như là một lớp vải da ấy, xong bên trong tất nhiên là sẽ có cái phần lót lông, nhưng mà nó co giãn ý mọi người đó. Thế nên là chúng ta không cần khóa và chúng ta cũng không cần phải tháo dây thì vẫn có thể đi được đôi giày này. Cái họa tiết ví dụ như cái phần đan chéo của cái phần dây của cái boots này ấy, thì nó sẽ tạo cảm giác cho những bạn nào chân hơi ngắn ngắn sẽ dài hơn ấy. Cái phần đó nó sẽ dài hơn bởi vì kiểu nó thẳng ấy, cái phần dây này kiểu nó thẳng thì sẽ tạo cho mình cái cảm giác là chân của chúng ta sẽ thẳng hơn rất là nhiều.
Những bạn nào mà bắp chân to thì mà sợ đi boost thì cũng không lo lắng khi mà mua đôi này nhá. Cái phần mũi giày á thì nó giống như đôi giày đen vừa nãy, nó tròn, nó rất là cơ bản, nó không bị quá già. Cái đôi này thì sẽ rất phù hợp với style học sinh hay là style Nhật Bản các kiểu kawaii xinh xắn ấy. Đây mình sẽ cho mọi người xem cái đôi boost mình mua đây này. Nó có cả màu đen nữa. Màu đen ấy thì nó sẽ, mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hàng ngày hơn á. Màu trắng thì kiểu nó kiểu mọi người sẽ phải mix đồ hơi kỹ một xíu và nó rất là dễ bẩn. Này á, mình mua có giá chỉ là 312.900 thôi. Đây, cho mọi người xem. Nó cứ lóa này. Đây, 312.000. Tất cả mọi thứ đều rất là chỉn chu, từ đường may này, đường may từng chút một này. Đó. Cả góc này này. Cho đến phần đế cũng rất là mềm, cũng không bị cứng, nó cũng không bị làm bị đau gót chân. Đôi này mình sẽ cho 9 điểm. Mi là thích mà Mi nhỉ? Và một đôi giày mình mới nhận được, loại một đôi boost màu trắng, nhưng đôi này trắng hơn đôi kia. Cái này là màu be nha mọi người, còn đôi của mình đôi này thì sẽ là màu trắng. Nó giống hệt đôi này, nó gần giống đôi này nhưng mà nó màu trắng. Mình là một người rất đam mê boost, thế nên là mình thấy rất là bình thường khi mà mình quyết định mình bỏ tiền ra mua những cái đôi boost như thế này. Đôi này của bên trong nó không lớp lông này mọi người, rất là ấm. Cái phần khóa thì cũng rất là mềm, cho có cọ vào da thì nó cũng sẽ không gây bị xước da hay là nó làm cảm giác khó chịu. Đôi boost này, chết rồi, nãy mình nói nhầm. Đôi boost này mình mua giá 500, gần 600.000. Đôi này thì còn có cả màu đen nữa, nếu như bạn nào thích thì có thể xem cả màu đen màu nâu này. Nhưng mà bởi vì mình thích màu trắng kiểu mix lên nếu mà mặc quần bò ấy, rất đẹp luôn. Màu trắng kiểu đi với quần bò thì kiểu nhìn rất là ngầu. Ông bông ơi, ông để tôi quay không? Cái đôi boost này thì nó cũng là vải một lớp thôi, có lắp hay gì vậy. Nhưng mà cái phần khóa này nó ở bên hông. Tất cả những đôi boost màu trắng hay sáng màu thì nó rất dễ bẩn, thế nên mọi người đi phải đi cẩn thận, tránh những ngày mưa, rồi là tránh những cái ngày mà chỉ nên đi ô tô thôi ấy, mọi người đi Grab taxi thôi. Đôi này mà kiểu gặp những cái hôm mưa mà bùn nó bắn vào đi xe máy thì thôi. Cái phần đế nó cũng rất là mềm, nó không bị cứng và nó đều là true size nha mọi người. Tức là mình đi 38 thì mình đặt đúng 38 luôn. Đôi boost này nó cũng giống với đôi boost màu nâu, nó hơi dẹp và nó hơi vuông thì nó sẽ phù hợp kiểu phong cách Hàn Quốc. Yeah, vậy là kết thúc một video rất là ngắn ngủi rồi, nhưng mà mong là với cái kinh nghiệm và kiểu đam mê mua boost của mình thì mọi người có thể lựa chọn cho bản thân một đôi boost phù hợp rồi. Thực ra là bởi vì mình bị cầu kỳ ấy, thế nên mình mới kiểu mua nhiều boost thế thôi, nhưng mà kiểu mọi người có thể lựa chọn một đôi là được rồi. Mong là mọi người sẽ có thêm được một vài cái ý tưởng cũng như là có thêm được một vài cái kiến thức để có thể làm đa dạng cái tủ đồ của mình hơn. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này và đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của mình cũng như connect với mình nhiều hơn ở Instagram My Hương Makeup nhé. Bye bye, hẹn mọi người trong cái video sau. Bye bye, love you.